quá cả nhà ơi. Sáng hôm nay lúc 8:40 ha. 8:45 thứ ba ngày 17 tháng 3. Nổi lên hay gì đó. Có một người mất ở dưới giếng nước nhỏ tại Mỹ Tho Tiền Giang. Nhà bên nhà bên khu A Mẹt, khu bên đường bên đường ở Bắc á các bạn. Giếng nước này có hai cái hồ, một hồ lớn, hồ nhỏ. Hồ nhỏ thì đường Lê Đình Râm, đường Lý Thường Kiệt, và bên kia giếng nước lớn là Lý Thường Kiệt, đường ở Bắc. Thấy cảnh buồn không cả nhà? Lúc 8:45 thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020. Sáng 8:45 ha, có chuyện buồn ha cả nhà. Hy vọng cuộc sống chúng ta tươi đẹp hơn, đừng có xảy ra bất cứ điều gì thật là buồn. Tính